oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Dạ em chào chị. Trời ơi anh Tùng, sao lâu quá anh không ghé? Làm người ta tưởng anh quên người ta anh Tùng rồi. Dạ em có, tại vì có dịp em mới ghé. Anh, hôm nay anh cần gì? Dạ mẹ em nói là đi ra đây kiếm một đó bông thật đẹp để ngày mai tặng cho anh hai của em. Anh hai hả? Dạ. Được rồi, em sẽ chọn cho anh hai của em. Anh hai của anh chứ. Nè 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 nè, à, anh coi đi. Hình như cuốn này á. Chà, chị cũng ăn ảnh dữ ha. Đúng rồi đó anh. Nè nè, cái hình này nè, em chụp năm em 18 tuổi á, mặc kimono á, đẹp không đẹp không? Dạ, nhưng mà em cần mua bông mà. Đúng rồi, hoa này mới là hoa nè. À, chị lột cuốn coi ha, lột cuốn. Hai cái viền nó giống nhau quá. Dạ. Ủa mắt chị sao vậy? À, không, không, không. Giống muội. Anh coi tiếp đi. Dạ. Anh coi tiếp đi. Dạ. Chị ơi, em thấy kiểu nào cũng đẹp hết trơn chị. Giờ không biết lựa kiểu nào luôn á. Đây, đẹp nhất anh cho. Kiểu này được không ông xã? Hả? À, kiểu này đẹp không anh? À, dạ em thấy cũng đẹp. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ anh thích kiểu nào, anh phải nói để em chuẩn bị chứ. Dạ thôi, tùy chị quyết định, chị thấy cái kiểu nào đẹp thì cũng được hết trơn á. Được rồi, mà anh nè. Dạ. Khi nào em gặp anh được? Gặp em chi? Thì mình đặt hoa cưới mà. Hả? À không, ý của em á là gặp anh để mà giao hoa. À, dạ ngày mai 6 giờ chiều ở nhà em nha chị. Dạ bao nhiêu tiền để cho em gửi chị? Thôi, bây giờ để em giao hoa rồi em sẽ lấy tiền. Nhưng mà nhắc một điều nè. Dạ sao ạ? Đổi cách xưng hô đi, xưng chị là tôi lấy 2 triệu. Dạ em không có khả năng. Thì đó, bởi vậy á, cứ xưng là Hoa với Tùng cho nó dễ, dễ thân mật hơn. Dạ. Tôi lấy 50 thôi. Dạ được á. Chào Hoa, Tùng về ha. Dạ. Mai 6 giờ. 6 giờ. Dạ. 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ. Dạ xin chào quý khách. Dạ chị. Dạ. Quý khách cần gì để tôi tư vấn cho? Cảm ơn chị, để tôi xem chút. Dạ. Ê muội, này đẹp nè. Muội thích không? Thôi, cái đâu có hợp với món quà. Cái đó. Quỳnh chốt cái đó rồi đó, muội lấy đi. Thôi, muội thấy đâu có đẹp đâu. Thôi muội thích cây nào muội chọn đi chứ Quỳnh chọn cây nào muội cũng không chịu. Anh, hay là anh lấy cái mẫu kia đi, mẫu đó là mẫu mới nhất bên chị. Em. Mới gọi tôi là cái gì vậy? Dạ, em nói anh chọn cái mẫu này đi. Mẫu này là mẫu mới nhất, rất là hợp với bạn gái của anh. Nè bà chị. Bà chị dựa vào đâu mà nói cô gái này là bạn gái tôi? Ủa, thì tôi thấy hai bà chị đang xỉ nhục tôi đó hả? Dạ không, ý của em không phải như vậy. Thì đàn ông tặng hoa cho phụ nữ là ga lăng mà, đâu có xỉ nhục gì đâu anh. Đúng là đàn ông tặng hoa cho phụ nữ là ga lăng. Nhưng mà bà chị xưng tôi bằng anh là bà chị xỉ nhục tôi. Ủa? Nói vậy là phụ nữ hả? Chứ bà chị nghĩ sao mà tôi ăn mặc vậy mà gọi tôi là đàn ông hả? Mắt muội để đâu vậy? Quynh ăn mặc vậy nè thì 10 người hết 10 người nói Quynh là đàn ông rồi. Nè muội, muội cũng biết đây là phong cách tomboy của Quynh mà. Mong anh bỏ qua cho. Mới nói xong. Dạ xin lỗi, xin lỗi chị, xin hai chị bỏ qua cho. Muội cười cái gì? Bộ vui lắm hả? Quynh cũng thấy vui hả? Muội vui mà. Quynh không thích ở đây nữa. Đi về. Ê quên, từ đặt hoa đã. Dạ. À chị, dạ. Mà thôi lấy em bó này đi. Dạ. Giờ chị cho em xin địa chỉ nha. Dạ. Ngày mai á, chị giao lại nhà giùm em nha. Dạ. Chị tới nói là giao cho Kim Anh. Dạ. Này.
Sao xong vô đi. Vô chi? Vô vô, chào mẹ chứ. Ngồi ngồi đây hả? À? Ngồi đây chi? Trời đất ơi, không ngồi đây chứ ngồi đâu? Không đang ngồi đâu không? Ê, 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 vợ, vợ nói gì kỳ vậy? Nói kỳ gì chứ giờ chưa có ai mở cửa trơn ra chi, trời nắng muốn chết. Hay nắng mình phải ra chứ mình phận con cháu mà, hiểu không? Chứ lẽ để mẹ ra mày chào mình. Rồi, đi. Mệt quá, từ từ. Lẹ vô, nắng thiệt á vợ. Ừ, thiệt á. Rầu quá, người ta mang dẹt câu gót mà cũng tha nữa. Trời đất ơi. Trời ơi trời, sao mang cái dài gì mà cao dữ vậy trời. Tao mang ngắn ngắn, mang dép cũng được vậy. Dép cái gì, tôi đẹp, ông cũng đẹp vậy đúng không? Biết là vậy mà xí xọn cho đau chân à. Lẹ đi, bấm chuông đi. Biết rồi, bóng từ nãy giờ mà không thấy ai ra. Cô Tệ ơi. Cô Tệ. Cái gì vậy, cái gì mà ồn dữ vậy không biết nữa, từ từ cái. Mở trời cửa ơi, mà... Ờ, cô này làm gì nãy giờ trọng vậy hả? Ủa, giường bông di động ở đâu đây? Đâu giường bông nào? Thì nè. Tao bậy đi, áo của con mà. Áo gì kìa? Tí kia nói con áo bông á hả? Chứ sao nữa? Đàn ông con chắc trai. Chắc cô không bông á. Mệt quá, tôi phụ nữ. Ê, cô đừng nói, cô lấy áo con mặc nha. Có cậu lấy áo của tôi thì có đó. Ủa phải không vậy? Cậu nói gì kỳ cục vậy? Ủa ai mà biết đâu. Ờ, thôi, cái gì vậy? Hai người ngộ ghê, mỗi lần mà tới đây là cô với lại ổng gây lộn là sao? Cô thấy không, ổng ăn hiếp tôi á. Rồi, xin lỗi cô. Ổng kỳ quá. Không phải, bực chứ bộ nắng nôi quá mà. Tôi không thôi. Sao nhà ổng ai hết trơn vậy? Mẹ đâu? Đi hết rồi. Ủa, gì? Đi đâu? Ủa, đi đâu? Bà chủ đi, bà chủ đi, làm sao tôi có quyền tôi hỏi? Thì không biết thì phải hỏi chứ. Không ai không cho hỏi. Trời ơi, tức quá đi trời. Trời, cô thấy không? Thôi. Tức quá trời luôn. Cái gì mà tức hai người làm cái gì như con nít vậy hả? À? Rồi bây giờ sao? Giờ có muốn vô không? Không. Ông vô tôi đi à. Ê, gì? Cô nói cô đi đâu? Trời đất ơi, hôm nay là mẹ làm tiệc đãi anh Hưng. Cô phải ở nhà cô phụ mẹ chứ. Ừ. Cái gì vậy? Tiệc đó giờ lại ngày mai rồi mà. Hả? Ủa, là sao? Là giờ lại ngày mai là sao? Thì cậu Hưng có chuyện. Cho nên bà chủ nói là bây giờ lại ngày mai mới đãi tiệc mà. Ủa, vì sao hôm nay đổi? Thôi khỏi nói nhiều quá, bây giờ có vô không? Không. Không vô phải không? Hả? À. Tôi đi. À, khoan, đi cũng phải khóa cửa chứ hả? Tự vô đi. Khóa cửa lại đi. Trời ơi, sao cái bà này, bà quản gia mà kỳ vậy trời? Sao? Ủa sao hôm nay đổi ngày mà ở nhà không ai báo tôi chân kỳ vậy bà? Có báo. Báo nào? Qua. Báo ai? Tôi. Sao tôi không biết? Quên. Hả? Quên hả? Ờ. Chị bây giờ sao? Về. Chị về. Mệt quá, có cái gì đâu mà cằn nhằn người ta. Phải cằn nhằn chứ. Hôm nay đổi ngày bà không báo cho người ta một tiếng gì hết trơn vậy. Bà quên chứ có cái gì đâu. Người ta không đi shopping vậy mà. Hay cái gì mà hay. Ví dụ mình đi shopping nào nhắn tin chồng ơi, hôm nay mình đổi ngày nha chồng nha. Để vợ chồng mình biết. Để bây giờ tới nay không thấy mẹ, không thấy gia đình đâu hết. Bây giờ bà tị là bà cũng đi luôn rồi. Bà coi cái nhà mà bây giờ tôi nói với bà mà cái sao bà chạy đấy. Ê, bà vợ ơi, bà vợ. Thôi bà định bỏ tôi luôn hả? Đó, ít nhất là phải như vậy. Để chồng mình á đi vô á. Rồi à, các bà đua luôn rồi. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất.